Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa nhóm họp để thảo luận về xung đột Israel-Hamas. Đây là cuộc họp đầu tiên của cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc sau khi thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo. Cuộc họp cấp cao diễn ra dưới sự chủ trì của Trung Quốc, nước giữ cương vị chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 11. Phát biểu tại phiên họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là con đường tốt nhất để tránh thương vong. Ông Vương Nghị tái khẳng định giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột là lộ trình hòa bình hai nhà nước. Trong ngày hôm nay, quân đội Israel thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một ngày. Như vậy là lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn vào 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam sẽ được tiếp tục đến ngày 1 tháng 12. Quân đội Niger cho biết là tính đến nay đã có hơn 1.300 binh sĩ Pháp đã rời khỏi Niger cùng với hơn 80% lượng khí tài quân sự. Việc rút quân của Pháp được thực hiện theo chương trình nghị sự đã được chính quyền Niger công bố trong điều kiện an ninh tốt. Các nhà quan sát địa phương cho biết Pháp có hơn 1.500 binh sĩ ở Niger, đóng quân tại các địa điểm ở Wellum, Ayoro, Tabariberi và Niamey. Pháp đã bắt đầu rút quân khỏi Niger theo yêu cầu của quân đội Niger, lực lượng tiến hành vụ đảo chính hồi tháng 7 tại quốc gia Tây Phi này. Chính phủ Ba Lan thông báo đã đệ đơn kiện Đức lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu với cáo buộc nước này không dọn sạch rác thải được vận chuyển bất hợp pháp sang lãnh thổ Ba Lan. Vụ việc liên quan đến 35.000 tấn chất thải mà các công ty Đức vận chuyển trái phép đến 7 địa điểm khác nhau ở miền Tây Ba Lan trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018. Tháng trước, Ba Lan đưa vấn đề này ra trước Ủy ban châu Âu EC. EC đánh giá là Đức đã không tuân thủ các nghĩa vụ của mình khi không thu hồi chất thải từ một địa điểm trong thời hạn 30 ngày. Đánh giá này đã mở đường cho Ba Lan đưa vụ việc ra tòa. Theo Bộ Môi trường Ba Lan, Đức đã không có hành động nào để bảo đảm rằng chất thải được loại bỏ. Hội nghị về biến đổi khí hậu COP28 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12. Đây là một sự kiện lớn được kỳ vọng mang đến bước ngoặt giúp cộng đồng quốc tế điều chỉnh hướng đi và tăng tốc hành động giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng trở nên trầm trọng hiện nay. Với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả, COP28 dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 70.000 người, trong đó có hơn 160 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, môi trường, giới khoa học cũng như thanh niên từ khắp nơi trên thế giới. Đây là con số kỷ lục so với mọi kỳ COP trước đây. Hai tuần đàm phán sẽ khởi động bằng Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới, diễn ra trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 12. Sự kiện này được xem là nền tảng đưa ra các tuyên bố quan trọng và tạo động lực cho các hội nghị còn lại của COP28. COP28 là cơ hội cuối cùng đưa ra những cam kết đáng tin cậy để bắt đầu cắt giảm lượng khí CO2 sinh ra từ quá trình sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các nền kinh tế lớn, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và EU, tăng cường giải quyết khủng hoảng khí hậu bởi mục tiêu kiềm chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C là không thể thương lượng. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nước chủ tịch COP28, đã đề ra 4 mục tiêu chính của hội nghị, bao gồm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, có trật tự và bình đẳng, ổn định tài chính khí hậu, đặt thiên nhiên, cuộc sống và sinh kế làm trọng tâm của hành động khí hậu và nỗ lực để đưa COP28 trở thành hội nghị toàn diện nhất từ trước đến nay. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng được coi là vấn đề chính khi các quốc gia vẫn còn chia rẽ về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. COP28 phải là nơi để khẩn trương thu hẹp khoảng cách về tham vọng khí hậu. Các chính phủ phải có những bước tiến táo bạo để đi đúng hướng trong việc tránh cuộc khủng hoảng khí hậu. Đồng nghĩa COP28 phải là một bước ngoặt rõ ràng. Các chính phủ không những phải nhất trí về các hành động khí hậu mạnh mẽ hơn, mà còn phải bắt đầu chỉ ra chính xác cách thực hiện chúng, bởi trái đất đã chuyển từ giai đoạn ấm lên sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu. COP28 còn được đánh giá là hội nghị quan trọng nhất trong 8 năm qua về ứng phó biến đổi khí hậu, bởi đây là lần đầu tiên các bên chính thức đánh giá những nỗ lực trong việc thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Bản đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến trình khí hậu sẽ chỉ ra các quốc gia còn cách bao xa mới đáp ứng được cam kết theo Hiệp định Paris, từ đó mở đường cho một số điều chỉnh trong kế hoạch khí hậu của các quốc gia để đưa thế giới trở lại đúng hướng trên con đường bảo vệ hành tinh xanh. Một chiếc tủ đông khổng lồ ở Copenhagen của Đan Mạch đang lưu trữ những khối băng với những câu chuyện lịch sử về bầu khí quyển hàng nghìn năm tuổi. Kho lưu trữ này là tư liệu quý giúp cho các nhà khoa học hiểu rõ những thay đổi của khí hậu. Bước vào một thư viện đặc biệt, giáo sư Stephenson, nhà nghiên cứu lõi băng, đang cẩn trọng lựa chọn những tấm lõi băng. Tưởng chừng chỉ như những khối băng đá, nhưng đây là những lõi băng đã có lịch sử cả chục nghìn năm tuổi,
nơi lưu trữ những thông tin khí hậu quý giá thời tiền sử. Những gì chúng tôi có trong kho lưu trữ này là khí hậu thời tiền sử, và từ đó chúng tôi có hồ sơ về hoạt động của con người trong 10.000 năm qua. Là một trong các kho lưu trữ lớn nhất thế giới về băng, thư viện đặc biệt này có tới 40.000 khối băng xếp chồng lên nhau trên các dãy kệ dài dựng trong các hộp lớn. Kho lưu trữ loại băng chứa tới 25 km băng được thu thập chủ yếu từ Greenland, đang giúp các nhà khoa học hiểu rõ những thay đổi của khí hậu. Các mẫu này là duy nhất, được tạo thành từ tuyết nén chứ không phải nước đóng băng. Theo các nhà nghiên cứu, loại băng là cách duy nhất để xác định trạng thái của khí quyển trước khi xảy ra ô nhiễm do con người tạo ra. Lõi băng là nguồn kiến thức trực tiếp duy nhất về bầu khí quyển trong quá khứ trước khi bị ô nhiễm. Chúng rất cần thiết cho bất kỳ cuộc thảo luận nào về biến đổi khí hậu. Thư viện này cũng có những phòng chờ tương tự như các phòng đọc của các thư viện khác. Chỉ có điều nhiệt độ ở phòng chờ này sẽ được giữ ở mức âm 18 độ C, vẫn thấp hơn mức âm 30 độ C trong các phòng bảo quản. Và tại đây, các nhà khoa học có thể kiểm tra, nghiên cứu các khối băng. Các nhà khoa học hy vọng với những nghiên cứu hiện tại từ lõi băng, họ có thể dự đoán được mực nước biển dâng trong 100 năm tới ở mức size số 15 cm, một bước tiến lớn so với con số 70 cm ngày nay. Chính vì thế, các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi thế giới bảo tồn kho báu lõi băng này và đảm bảo rằng nó sẽ trở thành di sản của nhân loại. Một nghiên cứu mới đây cho thấy hít thở không khí chưa được lọc trong giờ cao điểm làm tăng đáng kể huyết áp ở người tham gia giao thông, kể cả khi người đó ở trong ô tô. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Các chuyên gia thuộc Trường Đại học Washington, Mỹ đã thực hiện tổng cộng 3 lần thử nghiệm, trong đó 2 lần là điều khiển xe không có máy lọc không khí và 1 lần là đi trên xe trang bị máy lọc HEPA chất lượng cao, có thể chặn 86% lượng ô nhiễm bụi mịn. Kết quả cho thấy huyết áp thực của những người tham gia thử nghiệm trong các chuyến đi với ô tô không trang bị máy lọc không khí HEPA tăng hơn 4,5mm thủy ngân so với những người đi trong ô tô có máy lọc. Singapore đang có kế hoạch mở rộng thêm 800 hecta về bờ biển phía đông của nước này. Theo đó, nước này bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật cho dự án có tên Long Island với mục đích vừa kết hợp bảo vệ bờ biển với việc cải tạo, khai hoang ở bờ biển phía đông của đảo quốc. Dự án sẽ tạo ra một vùng nước khép kín ở phía trước công viên này để trở thành một hồ chứa nước ngọt. Dự án còn nhằm bảo vệ Singapore trước nguy cơ nước biển dâng, dự báo có thể tăng tới 1m vào năm 2100. Chính quyền bang California của Mỹ đã đề xuất dự luật mới nhằm tăng cường các chế tài xử phạt đối với việc sử dụng trái phép một loại thuốc dùng để gây mê, an thần, giảm đau cho động vật, có tên là Silazine. Nguyên nhân là do số bệnh nhân tử vong do sử dụng quá liều loại thuốc này có chiều hướng gia tăng mạnh tại Mỹ thời gian gần đây. Silazine có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu kết hợp với thuốc giảm đau Fentanyl thuộc nhóm opioid.